trong tập trước, vô tình mình uống máu của Muzan và cuối cùng trời nắng lên và mình bị chết. Ok, và lần này mình sẽ quay trở lại và mình sẽ lại hạ xuống mọi người. Và bây giờ chúng ta sẽ khởi đầu mới nha mọi người. Lần này mình quyết định mình sẽ không thể nào để chết nữa nha. Bây giờ mình sẽ check map đó nha mọi người. Để mình xóa mấy cái này cái đã. Ok, và bây giờ chúng ta cùng nhau get go lên đường. Vừa mới đi được một chút thì mình tìm thấy được một ngôi nhà của ai mình cũng không biết nữa, và nó cũng khá là bự và nó cũng không giống mấy căn nhà trước. Ok, và bây giờ mình sẽ quyết định vào đây để mình xem nhà. Sau khi loot được một đồ thì mình vô đây mình thấy được áo của anh Renoku mọi người ạ. Và khi mình mặc vô thì mình thấy mình khá là đẹp trai mọi người ạ. Ui giời ơi, tính Renoku. Ở đây thì có một cái nhật ký và có chữ Nhật, mình không biết là chữ gì. Mình bỏ đi và thôi mình đi loot nhà tiếp mọi người ạ. Sau khi loot xong thì mình quyết định đi tiếp mọi người ạ. Bởi vì ở trong đây nó cũng không có gì nhiều. Sẵn tiện mình sẽ giết một số thức ăn để mình tìm thức ăn dự trữ để cho tối nay mình có thể diệt quỷ một cách thuận lợi. Thì tối cũng đã đến và mình gặp được con quỷ, mình sử dụng rìu và mình tiêu diệt nó luôn. Cũng khá là dễ dàng bởi vì con quỷ này quỷ thường mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ đi kiếm quỷ. Trong lúc mình kiếm quỷ gì mình thấy hai anh niên này không biết cãi lộn chuyện gì, nhưng mà hai anh niên đánh lộn với nhau luôn. Trong lúc mà nó đang cãi đánh lộn thì tự nhiên đâu nó spam ra cái ngôi nhà ngôi làng này nè. Thì một anh niên bị chết trong bị kẹt, thì một anh niên thì ở ngay đó và mình thì đi vô trong thôi. Đây cũng không có việc của mình. Mình vào trong để mình xem coi có gì trong đây không. Kiếm một hồi không thấy gì nên mình quyết định ra ngoài và mình đánh mấy con quỷ. Và mình thấy con quỷ này mạnh quá nên mình quyết định cắm đầu mình chạy. Trời ơi, cứu tôi. Bây giờ tốc độ chạy của mình khá là nhanh nên mà mấy con quỷ này gượt mình cũng là một chuyện khá là khó khăn nha mọi người. Bây giờ mình phải kiếm một trụ cột nào đó hoặc là một thanh niên nào đó trong sắc quỷ đồng để đánh con quỷ với mình, chứ một mình đánh không lại rồi. Bây giờ mình không có kiếm. Thì ở đây mình gặp được anh Obanai. Anh Obanai cũng đang đánh với quỷ nè mọi người. Đó, vô tình anh đánh được hai con quỷ, khá là khỏe. Mình vô tình bấm cởi áo của anh Genokuga mà mình không hay luôn. Trong lúc mình đang loot đồ, giục đồ thì anh Obana đã bảo vệ mình khỏi một con zombie. Ây da, vô tình là nó đánh mình luôn kìa. Ác chị trời. Bây giờ mình sẽ đi kiếm quỷ để dẫn lại anh Obana nha mọi người. Thì dẫn một hồi thì mình thấy một đống quái lại rồi đó. Anh dùng một đường hiện quỷ chết queo. Nó lẹ hay chứ. Trước mắt thì mình thấy được một con quỷ hưởng quyền nên mình quyết định mình lại mình đánh nó. Đây là quyết định sai lầm của mình. Mọi người xem này. Khi mình đánh nó xong thì nó spam ra thêm 4 con quỷ nữa. Và đây, mình biết được. Mình dẫn là anh Obanai xem thế nào và Rồi, chính mình chết rồi. Giờ mình chạy thôi chứ sao giờ. Để coi Obanai làm gì nè. Mà quá nông được mình mọi người ạ. Mình đứng lên xem thôi. Trời ơi, ra dòng quá trời kìa. Đồng nghiệp anh Obanai chơi cách kia này anh Obanai mua rồi. Zombie thì lâu đi. Trời ơi, nó chửng spam gì tập ý. What the fuck bro. Vừa mới nhảy xuống thì mình lại gặp thêm một con quỷ nữa rồi mọi người. Mình thì chạy thôi bởi vì mình không có vũ khí. Trong lúc mình đang chạy mình lại thấy đánh lộn nữa nè. Ngay chỗ mình mới spam ra đánh lộn khá là nhiều luôn. Khá là vui á. Lại xuất hiện anh Obanai ở đây. Anh chạy xô à, lẻ nhẹ. Trời ơi, anh đi một đường thôi là hai con quỷ chết queo rồi.
Bây giờ mình sẽ quyết định chạy để mình kiếm quỷ và kiếm đồ vũ khí nha mọi người. Chứ cái này mà mình chết quá, ai da đánh lộn nó kìa. Rồi hai con đánh nguyên một bầy luôn kìa. Mấy anh em mày hiếu chiến quá. Ui một con quỷ nó giết cả đống kìa. 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 Ui. Sao con quỷ này mạnh vậy? Mình thì đánh tới không cho quỷ này chết luôn. Trời ơi, quá dễ mấy này gà. Ở đây mình kéo mấy quỷ này lại cho anh Enrenuku mọi người. Đây 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 đây, cứu em anh ơi. Enrenuku đánh đi một chiêu một rồi mấy quỷ nó chết một đống luôn. Ui giời ơi. Và anh đánh con quỷ khổng lồ. Ôi kìa, anh chém hờn luôn kìa, không xài hơi hở luôn kìa. Sau khi đánh xong khổng lồ mình cũng hưởng được miếng lép và mình lên được Kinoto. Ui rồi. Ok, có cách nào mình không ăn hành không? Ây da, đây đánh lộn nữa nè. À, ở đây có máu mua van. Mình sẽ lướt đồ và đánh lộn quá trời. Mình lướt và mình chạy thôi chứ mình biết lộn gì giờ. Ây da, da đánh lộn kìa. Trời ơi, mình bị quỷ ngược má ơi. Hai em anh ơi, em không có vũ khí anh ơi. Trời ơi, hai em, đừng vượt nữa, đừng vượt nữa. Giờ mình phải kiếm trụ cột mới được. À, lại đây mấy này cũng được, à có anh Renoku qua bảo vệ mình anh em ạ. Đó. Trời ơi, anh đưa lên một cây một con quỷ chết queo luôn. Con skeleton nè. Ở đây mình thấy con quỷ này khá là bự nên mà quyết định chạy. Ui. Ở đây đang đánh lộn nha mọi người ạ. Trời bình sáng mà nó đánh lộn hoài luôn kìa. Trời đất ơi. À lại có nó mua gan. Rồi có một cái vũ khí tay gấu mọi người ạ. Dạ. Chưa dưới chân lộn rồi, trời sáng rồi. À đã có vũ khí, bây giờ mình sẽ đi loot đồ nha mọi người. Và sau khi loot xong thì mình nhặt được một cái vũ khí, cái áo này của ai mình quên tên rồi, nhưng mà có hưởng quyền đó mọi người. Và một cái vũ khí luôn. Bây giờ mình sẽ test thử cái vũ khí này. Nghe này ngon. Mình bấm chiêu nhưng mà xài không được do mình không có phải là quỷ. Giờ mình test đánh thường thôi. Thấy cũng khá là ngon nên mình quyết định là sử dụng làm vũ khí chính của mình luôn. Nhưng hồi mình thấy anh vui chi máy, mình nghĩ mình đánh lại và quyết định mình đánh mà sai lầm của mình nữa. Và chúng ta mới tiếp tục chạy tiếp run. Chạy một hồi thì cuối cùng cũng đã hót được anh Yuri chi máy rồi mọi người ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đánh mấy con quái để kiếm thức ăn mọi người ạ. Ở đây mình thấy mình bầy heo nên mình quyết định đánh nó luôn cho tụi nó bầy quỷ vô tận. Ở đây có bầy chó mình cũng giết nó luôn. Mình test kỹ năng mới mọi người ạ. Sau khi đi một chút thì mình tìm thấy được một ngôi làng và một bầy cừu. Mình quyết định không đánh và mình sẽ đi vô mình đánh nha mọi người. Bà nội cha nó mình quên khúc này luôn. Và mình quyết định đi vô đây và xài giấm phép hù mấy con làng cho nó sợ không. Sợ cho con sợ chưa. Có chuồng bầy quỷ vô tận. Quá đã mọi người ạ. Mình sẽ giết hết mấy con quái trong đây cho tôi biết thế nào là chúa tể sơn lâm. Mình chỉ cần sử dụng xương để đánh mấy con bò này thôi, một hit mấy con này cũng đủ chết rồi. Trong lúc mình đang giết bò thì mình thấy được một ngôi làng tiếp mọi người ạ. Ngôi làng này là ngôi làng của Shinobu. Đây đúng rồi. Ngôi làng này, căn nhà này của Shinobu nên mình sẽ vào xem bên trong nó có gì đã mọi người. Và mình tiếp tục hành trình là ăn cắp đồ. He. Ở đây không có gì hết trơn. Mà tối nữa.
đi. Ở đây thì có ba thanh niên Zenitsu, Tanjiro và Inosuke. Thì ba thanh niên này chắc vừa mới điều trị sau một buổi tối đánh quỷ. Ok, giờ đây chúng ta lướt đồ. Ở đây có khá là nhiều đồ nhưng mà mình sẽ không lấy, bởi vì nó đa số là không có tác dụng cho mình. Có đánh mình nhưng mình cũng không lấy luôn. Rồi, sau khi đi một vòng không có gì và mình quyết định mình sẽ đi ra nha mọi người. Ở sân ngoài cũng không có gì đốt. Ok, và chúng ta cùng nhau lên đường để trở thành một trụ cột mọi người ạ. Rèn luyện sức mạnh tiếp tục nào. Ở đây thì mình phát hiện được cái chỗ của Rui. Mình quyết định vào đây à, để chờ tối nay xem ở đây có quỷ nhiều không nè. À, mới đi một chút thì mình đã thấy được có quỷ. Mình sử dụng ngay kỹ năng của Hượng Quyền, khá là khỏe. Đánh luôn mấy con quỷ này, không phải là đối thủ của mình rồi. Mất dép. Ở đây có rất là nhiều nhện con. Đi ra, tụi bài nhện con này. Ở đây mình thấy được ba con quỷ mọi người, và mình phát hiện ra một điều là ở đây không có một trụ cột hay là một nhân vật nào của sát vĩ đòn, không có một tập sự nào luôn. À, muốn chơi à, vô đây cưng ba nè. Bây giờ mình có thể cưng ba cưng hai khá là dễ. Sử dụng tay gấu thì mình thấy cũng khá là mạnh mọi người. Quýnh ba phát con quỷ nó chết luôn. Bây giờ mình sẽ đi một vòng kiếm quỷ mình đánh nè. Phía trước mặt mình là có một con quỷ. Ui rồi. Con quỷ. Ui, có quỷ khổng lồ, mình quyết định đánh nó luôn nha mọi người. Ở đây là mình có một trận combat với con quỷ này khá là khỏe, nhưng mà nó cũng không phải là đối thủ của mình. Đánh một hồi con quỷ này cũng chết. Ui giời. Bây giờ mình sẽ đi kiếm quỷ mình đánh tiếp nha mọi người. Con game này chỉ có vậy thôi. Từ 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 từ, chưa có ăn nữa. Ây da, da, khỏe vậy. Ui giời. Trời ơi, nó mạnh kìa, nó mạnh kìa. Nó còn mạnh hơn cái con quỷ khổng lồ hồi nãy nữa. Ê, từ từ, chưa kịp. Chết rồi mọi người ạ. À, từ từ, chưa có ăn máu nữa. À, mình đã đạt được mục tiêu Kino nữa rồi mọi người. Ở trong đây mình thấy không ổn rồi mọi người à. Mình phải kiếm đường chạy thôi. Ở đây không có sát quỷ đòn để giúp. Ui, chạy. Ui, đông quá kìa, chạy. Ôi ôi, ở dưới. Để mình chạy xuống dưới để chạy xuống dưới kia để sống mọi người à. Chứ ở trên đây không không một rồi 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 cái gì vậy, rồi cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì tới rồi. Ê, hai em nha mấy anh ơi. À, ở đây có cách này nhiều. Ê, tao mệt lắm mày nha, đừng để tao chết nữa được không? Ok, thì ở đây có đánh lộn rất là nhiều nữa nha mọi người. Và mình lại không thấy gì. Ui ôi, xèo xèo luôn kìa. Cái bếp mình nó giảm quá trời giảm. Nó trưởng, nó múa, nào là lửa, nào sấm sét, lửa, hoa, ca múa, tùm lum tùm la. Như là coi cái anh xung quanh điện qua đánh bại mấy con người. Ok, mình được rồi. Mình rất là mỏi rồi mọi người. Cứ đánh là chết, cứ đánh là chết.
Con quỷ này muốn gì đây? Muốn lộn không? Tôi đánh đây đâu vậy nè. Tôi chán đời lắm rồi. Vô đây tôi đánh luôn nè. Cầm vũ khí, cầm gì đánh luôn. Em giỡn. À, lụm được vũ khí mày xong rồi, vô đây, qua đây. Mày ngon rồi đấy. Ở đây tao cưng hai luôn nè. Double kill. Thấy game dễ không mọi người? Ê, em còn 3 máu anh ơi. Đừng, em giỡn với mấy thằng kia đâu giỡn nhanh. Rồi, thôi, chạy. À, ok, cứu em anh ơi. Đại ca. À, mày ngon mình lại đây. Ý có heo, đánh nó. Ý có mũ heo kìa. Ôi, đẹp trai nha. Mình làm mình nó ok luôn rồi mọi người. Ok, chúng ta tiếp tục đánh mấy con quái mọi người ạ. Ở đây có con quỷ nó rượt mình nữa nè. Nhưng mình giờ đã có vũ khí rồi, cũng không phải sợ mấy thằng này nữa. Đánh lộn. Mấy thằng này có gì khác ngoài đánh lộn không? Gì đấy? Đừng có gượt. Chạy rồi, hai em đi. Rồi xong, đồng quy. Được rồi, bình tĩnh nha mọi người. Lần này mình bình tĩnh mọi người ạ. Mình sẽ không đánh nữa, mình sẽ không đánh lộn nữa. Mình sẽ chờ lại mấy anh này, cho mấy anh bảo vệ mình thôi. Đây mình có đánh lộn, đau rồi mọi người. Mình lại coi mình loot đồ thôi. Mình không có đánh, ê, coi mà anh ơi. Mình qua lại kia mình trốn mọi người ạ. Qua đây có mấy anh điệu cọt nè, đây. Có Inosuke rồi anh Thủy trụ được chứ. Đấy. Con quậy gì đánh hơn nửa tiếng hồ đó. Còn hô mình đánh hay không nữa. Thử xây bơm nè. Chị đánh nó chị. Đánh lộn nữa kìa. Hôm nay có thúc cho đi sớm trời. Ôi chị xin mọi người ơi. À, nó có Mochiro. À, mình lại đây cho anh mới về mình nha mọi người. Con lên đây nè. Đây bốn nó có Mochiro bỏ vô bốn này nè. Đó, trời ơi chun quá mạnh. Chun về cái chích queo nhỏ luôn rồi. À, giờ mình đi vũ quái. Đây rồi. Chúng đánh mấy con quỷ ở đây. Đánh rừng chết. À giờ mình tiếp sức đấm một phát đó. Mình vụ quỷ tại chỗ anh Mochiro nha mọi người. À, đây có rồi không có hai quỷ tốc độ. Nó kéo mình lại chỗ anh. Ngon. Đây. Cướp Phật dân người đời giờ là cái gì để kệ nó đi. Giờ đứng dưới này cầu đi chứ giờ không dám xuống luôn mấy má. Ok kìa, nó đánh lộn kìa. Mình xuống cho mình chết nữa quá trời. Kìa coi nó chịu hồi heo đánh tầm lum luôn kìa. Đứng đây chờ trời sáng rồi xuống thôi. Ok mà cuối cùng trời cũng đã sáng rồi mọi người ạ. Bây giờ mình xuống mình đi rút đồ anh em ơi. Má bị skeleton bắn nữa, trời sáng rồi mà trời. Ok chúng ta cùng nhau đi lút đồ bên em ạ. À, lút tạc ga luôn. Giờ lút ra chắc cũng nhiều đồ ạ. Và sau khi một vòng mình lút đồ thì không còn cái khỉ hết trơn. Hồi đó đánh lộn quá trời đánh luôn nhưng mà mình kiếm không ra được cái gì hết trơn. Trời đất ơi trời.
không có một cái vũ khí hết trơn. Đây gì, đây vô đi máy hả? Đánh này gài. Rồi thôi rồi. Thôi cảm ơn các bạn đã xem clip này nha các bạn. Và hẹn các bạn ở trong tập tiếp theo nha. Bye bye. Mình chạy trước đây.